vấn du học Inspiral. Cho đến hiện tại thì anh Quốc đã trở lại trạng thái bình thường và sẵn sàng đón sinh viên quốc tế vào năm học mới với những thay đổi tích cực cùng sự hỗ trợ hiệu quả hơn để các em lại có được những trải nghiệm quý giá khi sinh sống và học tập tại Anh, thậm chí còn tốt hơn trước đại dịch để Vương quốc Anh trở lại vị trí là đích đến hấp dẫn nhất của các du học sinh quốc tế. Đại học Hertfordshire với lợi thế về vị trí, chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất hiện đại và đồ sộ. Và dù với mức học phí cạnh tranh nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ các em sinh viên quốc tế, đặc biệt là các em sinh viên Việt Nam, thông qua các chương trình học bổng và các khoản ưu đãi cho kỳ tháng 9 2022. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Annie tìm hiểu những học bổng hấp dẫn này từ Đại học Hertfordshire nhé. Thứ nhất là ưu đãi Early Bird dành cho tất cả sinh viên đóng phí đặt cọc khóa học trước 30 tháng 4 2022. Tiếp theo là học bổng thường niên UG3 trị giá 3.000 đến 3.900 bảng Anh dành cho tất cả sinh viên học một khóa cử nhân tại trường. Theo đó, mỗi năm sinh viên sẽ nhận được học bổng là 1.000 đến 1.300 bảng Anh. 1.300 bảng Anh sẽ dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc. Tiếp nữa là học bổng quốc tế Chancellor trị giá 500 đến 3.000 bảng Anh dành cho sinh viên học một khóa cử nhân hoặc thạc sĩ tại trường. Tiếp đến là ưu đãi giảm 500 bảng Anh học phí dành cho sinh viên đóng đầy đủ học phí năm 1 đại học hoặc khóa thạc sĩ trước 10 tháng 10 2022. Và cuối cùng là học bổng cựu sinh viên giảm 20% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân và học tiếp bất kỳ một khóa thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh nào tại trường. Tuy nhiên là những loại học bổng trên cũng có lưu ý. Lưu ý thứ nhất là sinh viên chỉ được nhận một trong các học bổng trên và được kết hợp với ưu đãi giảm 500 bảng Anh học phí. Thứ hai là các khóa học sau đây không được hưởng các chương trình học bổng trên. Trừ ưu đãi giảm 500 bảng Anh học phí và học bổng cựu sinh viên giảm 20% học phí. Không áp dụng cho bất kỳ khóa học đại học hoặc sau đại học nào trong các khóa học ngành y tế và công tác xã hội, gồm cử nhân chụp X-quang và hình ảnh chẩn đoán, cử nhân xạ trị và ung bướu, cử nhân điều dưỡng tất cả các tuyến, cử nhân hộ sinh, cử nhân khoa học y tế, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân công tác xã hội, thạc sĩ điều dưỡng người lớn tất cả các tuyến, thạc sĩ chụp X-quang và hình ảnh chẩn đoán, thạc sĩ vật lý trị liệu và thạc sĩ công tác xã hội. Ngoài ra thì cũng không áp dụng cho các khóa học tiêu chuẩn về luật, bao gồm cử nhân luật danh dự theo lộ trình nhanh, cao đẳng thực hành kháng biện, cử nhân thực hành kháng biện và cử nhân thực hành pháp lý. Bên cạnh đó thì không áp dụng cho các khóa học tiếng Anh dự bị, nghiên cứu, SIC hoặc và các khóa học trực tuyến. Trên đây là những thông tin cần thiết về học bổng hấp dẫn từ Đại học Hertfordshire ở Anh Quốc. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước cũng như là học bổng của các nước thì các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943 556 128 hoặc thông qua email info@inspiral.edu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.